Xong rồi, Nhật xin chào cả nhà. Em có chiếc TM1 giá ngon vừa rẻ phục vụ các bác nhé. Con này em bán là 1,9 triệu, bảo hành 1 năm, mã số 6. Tất cả các chức năng của máy đều hoạt động ok ngon lành hết, bảo hành 1 năm. Hình thức thì còn khá là ok, máy đã làm sạch đẹp rồi. Rửa toàn bộ bằng nước nóng. Đấy, nước nóng bỏng luôn. Một triệu chín thôi, các bác có một chiếc máy rửa bát phục vụ gia đình trong mùa đông này rồi. Đây. Các bác có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nha, rất là rẻ, ngon bột rẻ. TM1 lành bền, sẽ sửa chữa sử dụng. Con này chiều cao 60 phân ạ, chiều cao 60 phân nhé, rất là phù hợp với các cái không gian bếp của nhà các bác mà muốn một con máy rẻ. Nói chung là giá tiền bây giờ nó quá rẻ, rẻ bèo. Mấy con này còn mấy con bán giá rẻ nốt cho các bác. TM1. Các cái chế độ máy rửa bát thì nói chung là từ các cái dòng National đấy, hay Nationa đấy, thì nó đều giống nhau hết. Đến kể cả các đời mới bây giờ thì không có gì khác biệt các bác ạ. Cho nên là không cần phải giới thiệu về tính năng nữa nhé. Các bác cứ tầm tiền nào để các bác mua tầm tiền đấy thôi. 1,9 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Chào các bác.